Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ và đồng hành cùng sự kiện khuyến mãi lớn trong tháng 10 từ nhà Artesia. Hôm nay, team rất vui vì được chào đón bạn khách đến trải nghiệm và rinh ngay cây Artesia BA88H Plus về Vinhome quận 9 bắt đầu thôi. Ngoài mức giá giảm vô cùng hấp dẫn lên đến 20% từ 8 triệu 6, chỉ còn 6 triệu 9. Sẽ có gì trong thùng Artesia nhé? Đàn, giá để sát, sách hướng dẫn, pedal và nguồn. Cây đàn mang vẻ thời trang với màu sơn đen bóng, tạo nét sang trọng trong thiết kế. Đàn có 5 mức độ cảm ứng lực nhóm khác nhau, được trang bị trên 88 phím, đáp ứng mọi phong cách luyện tập hoặc biểu diễn, tích hợp âm thanh chân thật rất đa dạng. Đàn vẫn được trang bị các tính năng phải có trên tất cả các dòng piano điện với metronome đếm nhịp, transpo giúp tăng giảm tone, slide chia bàn phím, có thể điều chỉnh reverb, chorus để tạo thêm âm thanh cho giai điệu. Bạn có thể kết nối cái đàn của mình với nhiều loại ứng dụng học tập, cổng kết nối USB MIDI to host, kết nối với máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại một cách vô cùng dễ dàng. Jack cắm Sustain pedal, jack cắm stereo line out cho phép bạn cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Bên cạnh mức giá hấp dẫn thì chế độ bảo hành là điều bạn không thể bỏ lỡ. Khi mua đàn tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Mời các bạn cùng test đàn với khách nhé. Tiến hành quấn đàn để chuẩn bị mang ra xe và khởi hành đến nhà khách thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những video hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.